A Di Đà Phật, kính thưa tất cả tứ chúng liên hữu đồng tu. Vừa rồi vào ngày 29 tháng 1 năm 2020, có khoảng hơn 100 Phật tử từ Thái Lan và Việt Nam đã sang Ấn Độ và viếng thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và trong chuyến viếng thăm này, các Phật tử đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma cho những lời khuyên rất là quý báu trước những hiểm nạn của virus corona. Chúng tôi có duyên được tiếp nhận những thông tin này và chúng tôi xin được truyền đến tất cả cho quý vị để chúng ta có những cách ứng phó và cùng nhau vượt qua những hiểm họa của nhân loại hiện nay. Sau đây chúng tôi xin được truyền tải đến cho quý vị toàn bộ những lời khai thị của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Gần đây, bệnh dịch truyền nhiễm virus corona đã phát tán từ Trung Quốc, vốn là một nước Phật giáo. Quý vị ngồi ở đây đều là Phật tử đến từ cả hai truyền thống tiếng Phạn và tiếng Pali. Chúng ta phải nên cùng nhau cầu nguyện cho nạn dịch này sớm ngày được khống chế. Nếu quen thuộc với pháp trì chú, quý vị hãy nên niệm chú Đức Phật Mẫu Tara. Làm như vậy sẽ có tác dụng hỗ trợ cho người khác khỏi nhiễm bệnh. Ai có lòng muốn cùng góp sức thì hãy nên tụng chú Đức Phật Mẫu Tara sẽ rất hữu ích. Ở đây chúng ta không có bao nhiêu người, nhưng có rất nhiều người ở khắp nơi trên thế giới đang hoảng loạn vì sợ hãi bệnh dịch này. Tôi cầu nguyện cho tất cả. Và như vừa nói, nếu quý vị muốn góp sức thì hãy nên tụng chú Đức Phật Mẫu Tara. Lời người đọc. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi sẽ đưa câu thần chú Phật Mẫu Tara lên trên màn hình. Khi quý vị nghe những thông tin này từ Đức Đạt Lai Lạt Ma thì hãy thầm niệm theo câu thần chú Phật Mẫu Tara để cùng nhau vượt qua được những chướng nạn trong hiện tại. Nam mô A Di Đà Phật. Người đọc Thích Chân Hạnh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát Bồ Đề tâm. Khi mạng báo thân này sanh qua cõi cực lạc.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô